Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là em đi đến thành phố Sa Đéc và nghe cái view rất là đẹp luôn. Đó chính là cái đường cây cọ rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Những ai mà có đến thành phố Sa Đéc mà có chụp hình sống ảo hoặc là selfie á, thì đừng bỏ lỡ cái con đường này. Cái cung đường rất là đẹp. Phía bên đây là cọ dài dài về sau luôn nha cô chú anh chị. Nãy giờ là em sống ảo cũng được một mớ ảnh view rất là đẹp luôn. Và cụ thể cô chú anh chị và các bạn muốn biết rõ con đường này cụ thể nằm ở đường nào á, thì cô chú anh chị để lại bình luận ở bên dưới. Ở dưới bình luận của video thì em sẽ check video và chỉ đường đi cụ thể cho cô chú anh chị xem, như là để cô chú anh chị nắm này nguyên cái đường cọ luôn, mà ở ngay thành phố Sa Đéc luôn chứ không ở đâu xa nha cô chú anh chị. Đấy, nguyên cái cọ này mà cô dâu chú rể hoặc là những ai sống ảo là lại đây chụp là tuyệt vời. Đường cọ quá đẹp. Mắc rưỡi hả? Cô chú anh chị đi từ sáng cho đến 11, 12 giờ buổi sáng rất là nóng. Tại cọ phía sau lưng em sẽ dạ ra đường. Thì xe đi lại để chở bông cũng qua lại cũng lai rai cô chú cứ tốt nhất là mình đi buổi sáng sớm hoặc là trưa trưa để ít xe là cô chú anh chị chụp hình selfie cho được đẹp. Đây, con đường này mà cô dâu chú rể vô đây chụp cũng rất là tuyệt vời luôn. Phía bên đây là nguyên cái vườn luôn nè cô chú. Thì hôm nay thì em đi để khám phá những cung đường đẹp cũng như là tìm những giống hoa đẹp độc lạ. Đây là anh tài xế của em nha cô chú anh chị. Đó. Anh tài xế chuẩn bị lên xe, chuẩn bị dài nón rồi chuẩn bị hụn hụn đi đó. Thì bây giờ em xin kết thúc video ở đây để đi về. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ nhé. Bye bye.